Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Chờ cả buổi nhận được 3.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, người phụ nữ quyết định cất làm kỷ niệm. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lưu, thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 25 tháng 11, xã phát giấy mời bà đi nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão. Khoảng 13 giờ cùng ngày, bà đạp xe đến nhà văn hóa thôn để nhận. Theo danh sách, tôi thứ tự 234 nên chờ hơn 16 giờ mới đến lượt. Sau khi điền đầy đủ thông tin, tôi được một cán bộ phát 3.000 đồng. Số tiền trên không mua nổi một gói mì tôm nên tôi mang về bỏ vào túi ni lông cất làm kỷ niệm. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận hỗ trợ số tiền như vậy, bà Lưu chia sẻ. Tương tự, ông Nguyễn Đăng Hiếu, thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh kể lại, sáng ngày 25 tháng 11, ông đang đi xe ở thành phố Tam Kỳ thì người thân gọi điện nói về đi nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão. Sau khi làm xong buổi sáng, ông vội vã chạy về nhà ăn cơm trưa rồi đến nhà văn hóa thôn để nhận tiền. Số thứ tự của tôi là 223 nên gần 16 giờ mới đến lượt. Khi xem danh sách thấy số tiền nhận được là 8.000 đồng nên tôi từ chối lấy, bởi 8.000 đồng nhận về làm gì? Ông Hiếu thuật lại và cho hay nếu được thông báo số tiền từ trước, ông đã không bỏ nửa ngày công đi làm. Theo ông Hiếu, một ngày đi làm thu về gần 400.000 đồng, nửa ngày gần 200.000 đồng, vậy mà bỏ cả công việc buổi chiều để đi nhận được 8.000 đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên, liên quan đến việc chi hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020, toàn xã Tam Vinh có 588 trường hợp, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ kinh phí dưới 10.000 đồng.